Được chưa? À, chúng ta bắt đầu đi vào bài đầu tiên, bài mạch sao động. Và đương nhiên, chúng ta đi vào hai form mà chúng ta đã theo mãi từ đầu giờ rồi. Form đầu tiên, bước đầu tiên, môn lớn chính là lý thuyết. Được chưa? Bài đầu tiên, mạch sao động nhé. À, môn nhỏ, mạch sao động. À, trong phần 1.1, thầy muốn giới thiệu với các bạn phần cấu tạo của mạch sao động. Cái mạch sao động này dùng để làm gì? Đó. Sau này các bạn sẽ biết là à, tất cả các dụng cụ của chúng ta, tức là thu phát sóng vân vân đều có chứa mạch sao động. Khi mạch dao động ra một tần số rồi muốn thu lại chẳng hạn thì nó phải có tần số bằng với tần số đó chẳng hạn, đấy lý thuyết rất thông thường rồi nhé. Rồi mạch dao động cấu tạo, trước tiên thì muốn các bạn nhìn ở đây ạ, tập trung nhìn ở đây nhé. À, thứ nhất gồm tụ C mắc nối tiếp với cuộn cảm L đây ạ, tụ C ghép nối tiếp với cuộn cảm L tạo thành một mạch kín. Chúng ta chú ý nhé, tụ C mắc nối tiếp với cuộn cảm L tạo thành một mạch kín. Và tất nhiên các bạn nhớ thầy, cái cuộn cảm này có thể thuần cảm hoặc không thuần cảm, nhớ nhé, có thể thuần cảm hoặc không thuần cảm, được không các em? Đó thì tất nhiên trong bài giảng lý thuyết, trong vật lý nói chung thì người ta luôn luôn đưa ra những cái gì ạ, chuẩn mực nhất. Cái chuẩn mực là thế nào ạ? Là cái dễ nhất, thì dễ nhất là như thế nào ạ? Có nghĩa là à, cuộn dây này người ta thông thường xét cuộn dây thuần cảm, tức là R của ta là bằng bằng không, được chưa các em? Nhớ nhá, nhớ nhá, gồm có tụ C này và cuộn cảm L ghép nối tiếp tạo thành một mạch kín. Vậy thì muốn cho cái mạch này hoạt động người ta cần làm gì? Các em nhớ thầy nhá. Muốn cho mạch hoạt động, nó sang phải 1.2 hoạt động đấy ạ. Muốn cho mạch hoạt động thì tất nhiên chúng ta phải cung cấp năng lượng cho nó. Cung cấp năng lượng cho mạch. Chúng ta cung cấp cái dạng như thế nào? Thì có hai cách cung cấp năng lượng. Các bạn nhìn ở đây ạ. Đây ạ. Mạch LC đây. Thầy cắt một đầu dây ở phía C. À, lúc này chúng ta sẽ có hai cái đầu 1, 2 như thế này. À, ở bên này thầy cho cái nguồn điện một chiều có xuất động E và điện trở trong R nhỏ. Được chưa các em? Các bạn nhìn đây ạ. Ban đầu khóa K ở một. Ban đầu khóa K ở một. Đấy. Sau khi cái nguồn điện này nạp đầy điện cho tụ C, chuyển K từ 1 sang 2. Khi tụ C đầy điện chuyển sang 2, lập tức tụ điện phóng điện. Phóng điện lúc này trong mạch xuất hiện một cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm. Được chưa các em? Đó. Vì vậy hình một này người ta gọi là cung cấp năng lượng hay là nạp năng lượng cho tụ điện. Đấy, hình một người ta gọi là nạp năng lượng cho tụ điện. Như này, được chưa nhỉ? Cách làm như sau, thầy nhắc lại lần nữa nhé. Cách làm như sau, đó là chúng ta có một khóa K ở đây, có hai đầu chốt 1, 2 đây, được chưa?